Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào anh em lại tiếp tục quay trở lại với Xem bóng đá là có tiền của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em sớm về cái trận đấu giữa các cầu thủ Atalanta và Manchester United sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 3 tháng 11 năm 2021 thuộc khuôn khổ bảng F của vòng bảng cúp C1 mùa giải năm 2020-2021 anh em nhé. Ok, thì các bạn cũng biết rằng là ở cái trận đấu gần đây nhất thì các cầu thủ Atalanta khi mà thi đấu ở trên sân Old Trafford đã để các cầu thủ Manchester United lội ngược dòng thành công với tỷ số là 3-2. Sau khi mà dẫn trước các cầu thủ Manchester United với tỷ số là 2-0 thì các cầu thủ Atalanta đã để thua ngược trận đấu rất là đau đớn này. Thì liệu rằng khi mà được thi đấu ở trên sân nhà của mình trận đấu này, các cầu thủ Atalanta có thể trả mối nợ này hay không? Ok, thì trước khi vào những cái nhận định chính của trận đấu này thì chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm Zalo của mình cũng như là nhóm Telegram của mình trong thời gian vừa qua đã ăn rất nhiều kèo bóng mình đưa cho mọi người. Anh em nào chưa kết bạn Telegram cũng như là Zalo với mình thì hãy kéo xuống phần mô tả của mỗi video kết bạn với mình sẽ đưa anh em vào trong nhóm đẩy kèo 24/7 và hướng dẫn anh em chơi trên trang uy tín các bạn nhé. Cái Telegram của mình thì mình để ở ngay trên góc phải màn hình đây. Anh em chỉ cần tải Telegram về, tạo xong tài khoản rồi ấn tìm kiếm hát quyền 1984, nó sẽ ra tên của mình nghe thôi. Còn anh em cũng có thể truy cập trực tiếp vào website kèo bóng 368.com thì trong đó cũng sẽ có số Zalo của mình. Anh em chỉ cần ấn vào Zalo thôi là Zalo của mình kết bạn với mình là mình sẽ đưa anh em vào trong nhóm. Anh em có thể lập tài khoản chơi cũng như là xem mọi cái thông tin về bóng đá ở trên cái trang web kèo bóng 368.com này. Ok, thì sẽ không lòng vòng ở ngoài cái khu vực quảng cáo này nữa thì mình sẽ đi vào những cái nhận định chính để cho anh em có thể tiện theo dõi hơn ở trong trận đấu này. Các bạn cũng biết rằng là ở trong cái vòng đấu vừa rồi ở giải ngoại hạng thì các cầu thủ Manchester United đã đè bẹp các cầu thủ Tottenham Hotspur với cái tỷ số là 3-0. Cứ chuẩn bị sa thải thì huấn luyện viên Solskjaer lại có một chiến thắng, đó là vòng lặp của cái mùa giải năm nay với các cầu thủ Manchester United. Và cái tin đồn rằng là các cầu thủ Manchester United sẽ ngừng thi đấu ở trận đó để chấp nhận một trận thua và sa thải huấn luyện viên Solskjaer thì hoàn toàn đúng chỉ là tin đồn mà thôi anh em nhé. Thì ở trong cái trận bóng này liệu rằng là khi mà đến làm khách ở trên sân nhà của các cầu thủ Atalanta thì huấn luyện viên Solskjaer cùng với lại Chris Jorenro và các học trò của mình sẽ làm như thế nào để có thể có một chiến thắng hay là ít nhất là có điểm trên sân nhà của các cầu thủ Atalanta, thì chúng ta hãy cùng phân tích một số cái tin vấn đề như sau. Thì ở trong cái bảng đấu này khi mà giành được cái chiến thắng trước các cầu thủ Atalanta ở trận đấu trước thì các cầu thủ Manchester United hiện tại đang có 6 điểm đứng ở vị trí đầu bảng. Tuy rằng là họ đã có 2 chiến thắng cùng với lại 1 trận thua nhưng mà hiện tại thì họ đã xuất sắc dẫn đầu với 5 bàn thắng, 6 bàn thắng, 5 bàn thua và duy nhất có 1 bàn dương. Villarreal thì đang đứng ở vị trí thứ 2. Villarreal đứng vị trí thứ 2 với 4 điểm. Còn các cầu thủ Atalanta đứng ở vị trí thứ 3 cũng là 4 điểm. Young Boys sau một chiến thắng duy nhất trước các cầu thủ Manchester United thì hiện tại cũng chưa có thêm chiến thắng nào cả, hiện tại đang có 3 điểm. Vậy là ở cái bảng đấu này còn 3 vòng đấu lượt về nữa thì các đội bóng đang gần như là tất cả đều đang còn cơ hội khi mà cái chênh lệch nó không quá là nhiều. 3 điểm là cuối bảng cho Young Boys, 2 đội bóng 4 điểm, còn các thủ Manchester United đang có 6 điểm. Chỉ cần có một chiến thắng nữa thôi là ít nhất các cầu thủ Manchester United sẽ gần như chắc suất để có thể đi tiếp ở trong cái bảng đấu này. Chính vì thế thì ở trong cái bảng đấu này thì anh em thấy rằng là nó là một trong những cái khá là ok để anh em có thể chơi. Tại vì nó khá là cân anh em nhé, nó khá là cân để anh em có thể tiếp tục có những cái niềm tin vào các cầu thủ Manchester United. Ok, trước khi vào những cái thông tin về đội hình cũng như là một số thông tin bên lề khác thì mình sẽ chuyển đến cho anh em xem về cái lịch sử đối đầu cũng như là phong độ gần đây của cả hai đội. Trước nữa thì hai đội này chưa từng gặp nhau và trận gặp nhau đầu tiên của họ chính là trận diễn ra vào ngày 21 tháng 10 vừa qua, khi mà các cầu thủ Manchester United thi đấu trên sân nhà Old Trafford lội ngược dòng Atalanta với số là 3-2. Phong độ gần đây của các cầu thủ Atalanta thì trong 6 trận đấu gần đây nhất, các cầu thủ Atalanta đang có 2 chiến thắng, 2 trận hòa cùng với lại 2 trận thua. Về phía các cầu thủ Manchester United thì trong 6 trận đấu gần đây họ đang có 3 chiến thắng, 2 trận
thua cùng với lại một trận hòa. Điểm qua những trận đấu gần đây của các cầu thủ Atalanta cũng như là các cầu thủ Manchester United. Atalanta vừa rồi họ đã xuất sắc cầm hòa các cầu thủ Lazio với cái tỷ số là 2 đều. Họ chiến thắng trước cầu thủ Sampdoria với tỷ số là 3-1, cầm hòa các cầu thủ Udinese. Trước đó thì họ chiến thắng trước Empoli 4-1 và họ để thua trước AC Milan với tỷ số là 3-2. Còn các cầu thủ Manchester sau những cái chuỗi trận thua khá là dài ở ngoại hạng cũng như là mọi đấu trường thì hiện tại thì các cầu thủ Manchester United đã có một chiến thắng vào ngày 30 tháng 10. Mới chỉ cách đây có 2 ngày thôi thì họ đã có một chiến thắng 3 sao trước các cầu thủ Tottenham Hotspur ngay trên sân nhà của Tottenham các bạn nhé. Cái trận thua ê chề với tỷ số là 0-5 trước các cầu thủ Liverpool trên sân nhà của Anfield thì đã được gỡ lại bởi một chiến thắng 3 sao trước Tottenham Hotspur. Đây cũng là một cái niềm động lực cũng là như là một cái tinh thần khá là lớn để cho huấn luyện viên Solskjaer cùng với lại các học trò của mình ở trong trận bóng cúp C1 này với các cầu thủ Atalanta sẽ có lên nhiều cái động lực hơn để họ có thể thi đấu chắc cú ở trong trận bóng này, khi mà họ chỉ cần có điểm ở trong 3 trận đấu lượt về này thì là chắc chắn suất đi tiếp của cái bảng F này sẽ thuộc về các cầu thủ Manchester United. Ok, thì có lẽ là mình sẽ thông qua luôn cho anh em về cái đội hình ra sân dự kiến cũng như là một số cái thông tin bên lề của cả hai đội bóng ở trong trận bóng này nhá. Ở trong trận bóng này thì cả hai đội bóng sẽ được ra sân với một cái đội hình phải nói là đánh giá là mạnh nhất của họ trong thời điểm hiện tại. Cả hai đội bóng thì sẽ không thiếu vắng đi cái vị trí nào cả. Về phía các cầu thủ chủ nhà Atalanta, họ sẽ ra sân với cái sơ đồ dự kiến đó chính là 3-4-1-2, 3 trung vệ, 4 tiền vệ và có 3 tiền đạo biến thể, có 2 cầu thủ đá cao hơn và 1 cầu thủ đá thấp hơn một chút. Thì ra sân bắt chính ở trong khung thành của Atalanta trong trận đấu này sẽ là Musso. 3 trung vệ của họ sẽ là Palomino, Derinas cùng với lại vị trí của De Ron. Ở hàng tiền vệ của họ sẽ có 4 cầu thủ đó là Malek, Felix cùng với lại Rapacosta này, Copmet. Đó là 4 cầu thủ ở cái hàng tiền vệ. Đá cao hơn một chút thì sẽ là vị trí của Pasalic. Còn ở trên hàng công của họ trong trận đấu này thì sẽ là Zapata cùng với lại Isilic. Ilisic cùng với lại Zapata thì là hai cái tên anh em cũng theo dõi trong thời gian vừa qua, họ thi đấu cũng khá là tốt. Và nếu như ở cái đấu trường quốc nội thì các cầu thủ Atalanta mình trong thời điểm hiện tại đang thi đấu rất là ổn định. Còn về phía đội khách thì họ sẽ ra sân với sơ đồ chiến thuật quen thuộc đó là 4-3-3. De Gea sẽ bắt chính trong khung thành của các cầu thủ Manchester trong trận đấu này. Đôi cánh Luxor cùng với lại Wan-Bissaka sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau. Lindelof và Maguire sẽ là hai cái vị trí mà đáng để nói đến, khi mà nếu như Varane ở trong trận bóng này ra sân thì khả năng Maguire sẽ ngồi dự bị thôi, nhưng ở trên này thì chỉ là đội hình dự kiến thôi anh em nhé. Những cái tên ở hàng tiền vệ sẽ là Bruno Fernandes, Greenwood và vị trí của Fred. Rashford cùng với lại Cristiano Ronaldo sẽ đá cao hơn. Rashford thì sẽ thấp hơn để hậu công cho người Anh của mình. Còn trong trận bóng này thì chắc chắn rồi, De Gea thì lại là người gánh hàng thủ, còn CR7 sẽ gánh hàng công. Thì liệu rằng là ở trong trận bóng mình đánh giá là quan trọng của các cầu thủ Manchester United này thì anh 7 có tiếp tục nổ súng hay không? Ở trong trận bóng này thì có nhiều cái giới hâm mộ cũng như là một số cái tờ báo đang nhận định về cái khả năng thua của các cầu thủ Manchester United rất là nhiều. Khi mà Atalanta thi đấu ở trên sân nhà của mình trong thời gian gần đây khá là tốt. Nhưng về phía cá nhân của mình thì mình thấy là ở trong những cái giải bóng lớn cũng như là những cái đấu trường ở cấp châu lục như thế này thì cái cúp C1 là một trong những cái khá là lớn và những cái chỉ tiêu mà của bất cứ một đội bóng lớn nào người ta cũng hướng tới. Chính vì vậy thì Manchester United ở trong trận bóng như thế này họ không dễ dàng để thua, và ít nhất là Solskjaer cùng với lại các học trò của mình sẽ có điểm ở trong trận bóng này các bạn nhé. Ok, thì mình sẽ chuyển luôn đến cái màn hình kèo nhà cái châu Á đưa ra ở trong trận bóng này trong thời điểm hiện tại là như nào. Ở trong trận bóng này,
Khi mà lợi thế thi đấu trên sân nhà của mình thì Atalanta hiện tại đang cùng bằng bóng với lại Manchester United và kèo tài xỉu trong cả trận đó là tài xỉu 3 hòa. Để mà bằng bóng ở trong trận bóng này, các cầu thủ Manchester United thì lại chấp một chút về tiền. Nếu như đặt Manchester United thì chúng ta chỉ ăn có 0,84 thôi, đặt Atalanta thì ăn 0,91. Còn tài xỉu ở trong trận bóng này, tài xỉu 3 hòa, đặt tài ăn 0,85 và đặt xỉu thì ăn 0,95. Trong hiệp 1, hai đội vẫn là bằng bóng và tài xỉu trong hiệp 1 là 1,25 anh em nhé. Tài xỉu trong cả trận là 3 hòa nhưng tài xỉu trong hiệp 1 là 1,25. Một trong những cái kèo bóng khá là ok. Về phần tỷ số cũng như là phần kèo góc ở trong trận bóng này thì hiện tại mình sẽ không nhận định. Những cái kèo đó thì mình sẽ nhận định khi mà có một cái đội hình ra sân chính thức trước 30 phút đến 1 tiếng. Lúc đó mình sẽ nhận định cho anh em rõ ràng hơn về kèo tỷ số cũng như là kèo góc. Còn bây giờ thì mình chỉ nhận định cho anh em cái kèo bóng chính ở trong trận đấu ngày hôm nay thôi. Thì trong trận bóng này mình chọn đi kèo, đó chính là nằm bóng Manchester United cùng với lại một cái kèo tài ở trong trận bóng này luôn. Và cái khả năng CR7 cùng với lại các đồng đội của mình sẽ chiến thắng các cầu thủ Atalanta với một cái tỷ số cách biệt là có các bạn nhé. Và nếu như có hòa ở trong trận bóng này thì mình nghĩ là sẽ là hòa nhiều bàn thắng. Các bạn cũng biết rằng tất cả những trận đấu Atalanta thi đấu ở trong thời gian gần đây đều nổ tài. Và Manchester United cũng vậy, những ít nhất là trong 4 đến 5 trận đấu gần đây nhất của Manchester United đều nổ tài rồi. Thì anh em thấy là cái khả năng mà ở trong trận bóng này tiếp tục có một cái kèo tài là rõ ràng. Thì mình chốt lại cho anh em cái kèo bóng đó chính là nằm bóng các thủ Manchester United trong cả trận cùng với lại một cái kèo tài cả trận. Thì trên đây là toàn bộ những cái nhận định và dự đoán của mình về kết quả cũng như là những cái thông tin bên lề của trận bóng giữa Atalanta và Manchester United thuộc vòng bảng cúp C1 diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 3 tháng 10 năm 2021. Thì anh em hãy cùng mình đón xem và so sánh cái nhận định của mình với lại cái kết quả của trận đấu này. Nếu như những cái nhận định của mình là hay là chính xác, anh em hãy để lại cho mình một like, một share và một đăng ký kênh. Anh em có thể ấn chuông để nhận những cái thông báo mới nhất từ kênh của mình. Bên cạnh đó, anh em nào cần một trang chơi uy tín có thể truy cập trực tiếp vào website kèobong368.com, lập tài khoản chơi, sau đó kết bạn với mình sẽ đưa anh em vào trong nhóm bóng. Anh em cũng có thể kết bạn trước với mình và mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm sao cho chúng ta đăng ký tài khoản chơi và có một tài khoản chơi thật là ok. Có lẽ là những cái video tiếp theo thì mình sẽ lên tiếp về cái vòng bảng cúp C1 này ở cái kênh phụ của mình. Anh em tìm ở bên dưới phần mô tả của mỗi video thì mình có đường link liên kết với kênh phụ. Kênh đó thì mình cũng sẽ nhận định cho anh em đầy đủ tất cả các giải bóng, các trận bóng hay ở trên thế giới túc cầu. Ok, thì mình sẽ dừng lại cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo.